Hello cô. Hello Ngọc An. Cô sao Yeah. nghe con nhắn của cô là tầm 12 giờ Cô vừa rồi mới cô? về nên là cô không có thấy được tin nhắn của con. Rồi thì hôm nay 1 giờ mình, hôm bữa mình cũng có nói 1 giờ mình học đó. Rồi, Ngọc Anh hôm nay mình sẽ có một bài mới ha, đó là về Trung Thu. Thì cô không biết là Ngọc Anh đã biết từ vựng nào về Trung Thu chưa? Chưa hả? Vậy hôm nay mình sẽ học bài về Trung Thu ha. Để cô một chút. Rồi, ở đây mình sẽ có hôm nay mình sẽ có về về mục tiêu của bài này thì mình sẽ có là về từ vựng của mùa Trung thu nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ biết về một số hoạt động trong mùa Trung thu, và cái thứ ba đó là mình sẽ đọc một câu chuyện và mình sẽ trả lời một số câu hỏi trong đó liên quan về mùa Trung thu ha. Rồi, và một số cấu trúc mà con có thể thấy được trong bài đó là what is it, cái này thì quá dễ cho Ngọc Anh rồi. Và cái thứ hai đó là hỏi về màu sắc. Cái thứ ba đó là hỏi về hình dáng. Thứ tư là hỏi về số lượng. Và cái cuối cùng là câu hỏi về yes no question. Ok. Rồi, ở đây bây giờ mình mở vở ra, mình sẽ ghi cái này vào. Hôm nay là ngày mấy Ngọc Anh có nhớ không? Ngày 23. Để cô nhìn tới. Đây. Nữa cô ơi, xong rồi ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần khác ha. Rồi, Trung Thu thì con sẽ có tên là Mid. Mid này là viết tắt Ok. Middle đó. Middle Autumn là giữa tháng, giữa mùa thu. Ok, thường mùa thu sẽ vào tháng, tháng mấy? Mùa thu sẽ vào tháng 9. 8, 9 hoặc là Tháng giữa tháng 10 nữa ha. Rồi sau 7, đó là mùa 9. đông. Bảy Ở tháng đây chín Mid Autumn là sẽ vào, thường Trung Thu sẽ vào tháng. Tháng mấy? Vào tháng thứ 8 của lịch âm ha. Rồi hôm nay mình sẽ có một cái video, mình xem cái này trước đi, rồi tí nữa mình sẽ có một câu chuyện liên quan tới mùa Trung Thu để con hiểu rõ hơn. Ok. Rồi, Ngọc Anh sẵn sàng chưa? Để cô mở cái rồi. chuyện cho con xem cho nó rõ. Đây. The song is not really good. Rồi để cô gửi cho con một cái video khác về mùa Trung thu, tí nữa mình xem sau ha. Video này nó hơi bị rè một chút, để cô gửi cái khác. Rồi. Ở đây mình sẽ có một cái bài đọc ngắn như sau. So can we read it together? Mình sẽ cùng nhau đọc ha. Trước khi mình đọc thì ở đây cô có một số hình ảnh xung quanh. Không biết Ngọc Anh có biết từ gì về mùa Trung thu chưa? Ví dụ như đèn lồng nè, con có biết chưa? Lantern. Đúng rồi. Còn múa múa lân với lại múa sư tử. Con chưa biết. Rồi con có biết tên Thỏ Ngọc chưa? Không biết. Rồi thì hôm nay mình sẽ ghi vô một số từ vựng trước. Có nghĩa là rabbit ngọc. Rabbit, đúng rồi, nhưng mà mình có một cái tên ở phía trước nữa. Rồi từ số 1. Ngọc rabbit. No. Hoặc là
Full Moon Festival. Cho gì em thấy từ đầu tiên rồi đó. Ừ, rồi là lễ hội trung thu ha, hơi dài một chút. Cái thứ hai nữa là lanterns. Số 3 đó là Jay Rabbit. Tưởng là Ngọc Rabbit chứ cô. No. Đầu tiếng Anh đâu có từ ngọc đâu. Thứ tư, Moon chứ rồi không cần phải ghi nữa. The Moon Goddess hoặc là The Moon Lady Là sao? là chị hàng đó. Rồi cái tiếp, The Moon Man là chú quỷ, được chưa? Rồi còn gì nữa à? Dragon Dance là múa rồng. Cái tiếp mình sẽ có là Unicorn Dance là múa lân. Vào Một số tiền cả. à, còn cái này nữa, Pan Ban Yan Tree là cây đa. Ok, bánh trung thu gọi là gì, Ngọc Anh biết chưa? Cake, Vừa biết cake, rồi, cake, cake là đúng cake, rồi, nhưng mà mình sẽ có là cake. cake, đúng rồi. Rồi và đây là một số từ vựng liên quan tới bài này. Con đợi cô một chút ha, cô đi lấy cái điện thoại để cô chụp lại cái màn hình từ vựng của con. Đợi cô chút xíu nha. Cô có nghi The Moon Lady được không cô? Lady cũng được. À, từ từ này nó sẽ là The Moon Goddess, từ mới ha, này cô giới thiệu từ mới cho con thôi. The Moon Lady cũng có. Rồi, xong chưa? Dạ chưa. Chưa, hình hơi nhiều đúng không? Nhưng mà từ vựng và Rất trung thu nhiều.
Từ vựng về Trung Thu chỉ có như đây thôi. Rồi bây giờ mình cùng đọc lại các từ này ha. Từ số 1, Mid Autumn Festival. Mid Autumn Festival. Số 2, Full Moon Full Festival. Số 3, Lantern. Moon Số 4, Jade Rabbit. Jade the Rabbit. Kế tiếp, The Moon The Moon Goddess, Goddess. the Moon Lady. The Moon Man, đúng rồi. Dragon Dance, The Unicorn Moon Man. Dragon Dan. Unicorn Dance. Ừ, rồi, cái đa mình đọc chú ý giúp cô nè. Banyan Dan. Banyan Tree. Ừ, và bánh trung thu là Moon Cake. Tree. Moon Yes, do you like moon No. cake? No, why No, not? I like moon cake matcha. You like? No. I have moon Why? cake. Tại sao? Because it's so yummy. Oh, it's Oh not so yummy. It's right? Rồi, bây giờ mình cùng nhau đọc về câu này ha. At Mid-Autumn Festival. at mid autumn festival, Walk around with with lantern lit, lit. take a them across the town. Sing sing to autumn moon, lantern all in different shape. Lantern angel, lantern dream. Lantern fish are lantern star. Lantern swan are butterfly. Take my lantern to the sky. Take my lantern to the moon. Yes. Correct. Rồi, next one. Ở đây mình sẽ có một số từ vựng. Đây, bài này mình sẽ có 4 phần ha. Vocabulary, game, storytelling and extra activity. Ok. Number one, về phần từ vựng mình sẽ có như sau. Easy peasy. Bài Ngọc Anh đã biết rồi với cô đây. Number one is lantern. Lantern. Number two is Moon cake. moon cake. Number three is Full moon. Rồi tôi có chơi ghi từ full full moon. Rồi con phải ghi moon. gì? Rồi, ở đây cô hỏi full moon có nghĩa là gì? Trăng Trăng tròn, chính xác. Full moon là trăng tròn ha. Chứ không phải mình gọi trăng tròn là circle moon là không đúng nha. Full moon nha. rồi ạ. Rồi, number two, a mask, mặt nạ. Cái này con biết rồi đúng không? Cái này con biết rồi.
Kế tiếp, trung thu thì mình Chị sẽ ăn bánh trung thu với uống trà. trà. Trà thì mình gọi Uống là trà, người ta uống trà còn có uống sữa. tea. Ok. Rồi, lion dance là múa sư tử. Múa Rồi, Thỏ Ngọc mình sẽ gọi ô là là cô vừa nãy cô cho con ghi về cả cái từ full moon đấy là hết từ vựng À, và còn cái nữa. Con đã phân biệt được lịch âm với lịch dương chưa? ạ? Chưa. Chưa, lịch dương của mình là theo theo Tây, còn lịch âm là mình sẽ theo mặt trăng ha. Thì mình sẽ gọi nó là Luna Calendar. À, lịch gì? Là lịch âm. Có hai loại lịch, để cô một chút, để cô giải thích ra cho con. Rồi. Cô lịch dương là Lịch dương của mình là theo mặt trời, theo như con theo mặt trời, ví dụ như con thấy ở trên cái lịch của mình, thì lịch tên là gì, tên là gì, gọi là gì? wait. Còn dịch lịch âm là theo mặt trăng ha. Để có một chút. Khi con xem lịch, con thấy cái số nhỏ ở dưới đó là lịch âm, còn cái số lớn đó là lịch dương. Thì gọi ở đây xong rồi xe lên về đây. Tại sao vậy ạ? Con Rồi, tiếp theo. Jade Rabbit, Thỏ Ngọc. Kế tiếp mình sẽ có The Moon Lady. Hồi nãy mình có nói rồi ha. Kế tiếp là Banyan Tree, cái đà. Ok. Rồi, thì rồi vẫn chỉ có nhiêu đó thôi. Và cô có ghi thêm cho con một số từ bên ngoài nữa. Bây giờ mình sẽ qua phần số 2, đó là games. Ok. So now, can Ngọc Anh match or connect the dots together? Có vẽ màu, ví dụ màu trắng đi cho nó dễ thấy nha. Nhưng màu giờ nó nâng cái con cổ, con chẳng biết màu nó ở đâu nữa. Con có thấy cái bút không? Hình như trong phòng kia Có, bút. nhưng Là nó mà nó có nâng cái lắm con cổ nên là con không biết gì. không, con lấy màu bình thường cũng được. Màu đỏ cũng được. Lấy màu ở đâu ấy? Của con vẫn là màu đen cơ ạ. Vậy hả? Hôm bữa con đổi màu được mà. À, đây 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 con thấy được màu. À, con không bấm vào cái nút đổi màu cơ. Thôi con không nói vậy nha. Ừ. Are you finished? Okay. Nhưng mà nó Let me do it again.
để cô làm lại cho nó sáng lên ha. Rồi 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cô đến cái chữ X nó cứ mèo mèo kiểu gì ấy. Oh no, oh no. Mất tiêu hết trơn rồi. Rồi thì cô làm tiếp. 6, 7, 8, 9, 10. Oh no. And then 11, 12, 13. Rồi 6 một chút. Okay. What is this? The Yes. Can you draw the lantern by yourself now? cô có thể cho con cái màn hình trắng được không ạ? Cô có À, thể cho con con màu cái trắng đúng không? Rồi lại cô một chút. Cô đổi cho. Đợi chút xíu nha. con biết là cái đèn lồng nhưng nó sẽ không giống của cô. Đợi cô một chút xíu nha. Rồi. Cô cho con xe đi, cho con xe. Đợi cô một chút, đợi cô một Con chút. xe được cái bảng trắng của con có cái bảng. Cô có. Con chia sẻ màn hình là cô sẽ không lấy lại được, nên là không được. Cô không lấy được lại được ạ? Tại vì cô không biết cách làm. Rồi bây giờ Ngọc Anh tự vẽ một cái đồng đèn được không? Từ từ cho bấm một cái. Cái đồng tiền nữa. Cô đợi cô một tí, cái hình tròn của con nó méo á. Ok. Trời ơi, lại biết lệch. Đây hả? Đồng tròn, hình tròn màu đen nha cô. Cô xin lỗi Yes. nhưng con chỉ có cái hình màu đen thôi. Trời ơi, lại già lỗi nữa. Giống con lớn. Trời ơi, lỡ hoài luôn. Rồi, I give you 5 minutes to do it, okay? Rồi, cho khoảng thời gian để hoàn thành cái đèn lồng cho cô xem nè. Anh ấy ổn.
Cô ơi xong rồi. Wow, this is really cool. Cô hãy chụp lại được không? Ok. Cô chụp Let me take a picture. Why it's so dark? Rồi Ngọc Anh có mua mua đồng đèn rồi chưa? Con có chuẩn bị đồng đèn để đi lên trường chưa? Để chuẩn bị bây giờ tuần sau là con tới tới trung thu rồi đó, là mình phải có đồng hai đèn thứ trong trường sáu tuần chưa? sau. Rồi con mua chưa? Con chuẩn bị chưa? Chưa hả? Rồi khi nào mình mới chuẩn bị? Con lấy cái vỏ chai xong con lấy cái miếng con cắt ra xong con để vào cái vỏ con cắt cái vỏ ra đấy tự thành cái lồng. Trời ơi, nhưng mà chơi đồng đèn, nhưng mà nếu mà con có dùng nến thì cẩn thận chút ha. Rồi nhưng mà khi nào con có cái đồng đèn con chụp cho cô xem với, cô cũng muốn xem cái đồng đèn của anh. Ok. Rồi, ở đây bây giờ cô sẽ có I have two round things. Cô có hai hình tròn ha. What can you think about Mid-Autumn Festival? Và con vẽ cho cô hoặc là nói cho cô biết khi nói về Trung Thu thì con nghĩ đến hai đồ vật nào? Vẽ ra đây. Ok. Quá dễ. Có thể nói lên cho cô hoặc là đánh tên ra phía dưới ha. Ôi, bây giờ Yes. nó lên lên cái kiểu mới rồi. Bây giờ con mới phát hiện ra là con có thể thay đổi màu chữ. Cô biết ngay mà. Hôm bữa trước là Ngọc Anh nó thay đổi màu được mà. Buổi trước con thay đổi màu được nhưng mà buổi này nó nâng cấp chữ lên cơ, Thôi. nó còn Cô giận nhiều nhiều rồi. đồ, nó còn nhiều màu hơn của iPad nữa cơ, xịn lắm. Rồi. Rồi con đổi màu được thì bây giờ mình làm nhanh để mình qua phần khác nè, sắp được sắp nghỉ đến nơi rồi. Sắp hết giờ rồi. Nhanh. Cô thiếu mất chữ N rồi đấy. Đấy, cô biết ngay mà. Lanterns, ok rồi, đồ số 2. Mùng cách Mooncake, ok, that's really đấy. Rồi em đó Thiếu thấy chú ý chưa, nữa. mất hai chữ luôn, thiếu hai chữ luôn, thiếu mất chữ Yeah. N. That's really good. Full moon. Or we can have like lanterns. Good. And then moon cake. Rồi, bây giờ mình có trò chơi này đây. Ngọc Anh. Cô đợi xem một tí ta sẽ hãy cái gì nhìn nó xíu. Ok, chào con. Lanterns, moon cake, moon mask và tea. Okay. Cô đợi con một chút. Ở đúng màu đen nữa đấy. Wow, đẹp quá ta. Đó, một từ. Từ mát là từ khó tìm nhất luôn cơ. Cái từ mask. Mask đâu? Mask. Yeah, đúng rồi. Ê.
từ moon tính với từ moon cách được không cô, hay là phải tính với từ khác? Mooncake, con thấy từ Mooncake rồi nè. Mask có rồi. Moon này Moon có luôn rồi. Chi có và mask. Mask có chưa? Mask có mask luôn rồi. có Đúng rồi, rồi. Yeah, that's thiếu right. thiếu mất chữ Lantern cô ạ. Lantern, à, Lantern Đây chưa có. Lantern con thấy rồi, Lantern con thấy rồi. Đây. Đấy. Đúng rồi. Đó. That's really good. Đẹp chưa? Giỏi. Rồi, và đây là bán của mình ha. Good. Ooh, we have game here. We need to bring Jade Rabbit to the Goddess Lady. Okay, the Moon Lady. So which number would we like to go first? We will go from number one, okay? Ôi, con đang muốn ăn, người ta nói cái gì Đây, cô bé số 1 đây. Number 1. What is Mooncake. this? Mooncake. Number 2. How many lanterns are there? Seven. There are 7. Okay. And who is she? She is the moon goddess. She is the moon goddess. Good. Next. What color is the lanterns? It's yellow. Yay. What is this? It's a mask. It's a mask. Next. How many masks can you see? It's Six. Can you tell me the name of this mask? a owl. Áo fox. Yeah. Con chồn là gì con không biết. Raccoon, Con a raccoon, deer, a deer, a and con này giống vừa giống con nhìn giống giống con nhím mà cũng giống giống con sư tử, thì con có thể nói như một trong hai tên ha cho nó dễ. lion. Yeah, shape is the moon? Circle. Yes, or round. Is it a star lantern? Yes. Yes, it is. Do you like this? Yes. Con có thích không? Và con phải giải thích cho cô nghe nữa, chứ không phải mình nói là yes là xong đâu. Have star and a circle and Yeah. Cô hỏi là tại sao con thích cái này thì con có thể nói là tại vì nó đẹp, that is so hoặc là nó xinh, hoặc là nó nhiều màu sắc, ok, để mình có thể nói cho nó hay hơn. Next one, is this a jay pretty. rabbit? No, what is it? It's the cats. It's a white cat, right? Next, how many moon can you see? I can see four moon. Five? Four. Four. Okay, four moon. And is this a red lantern? Yes. Yeah, it is. And is she the moon lady? No. Why? The moon lady is young or old? Yeah, she's young. This one is chị Hằng thì là trẻ đúng không? Còn còn cô này thì lớn tuổi rồi. So Yes. So she's not. Next one. Ooh. What does the Jay Rabbit have? it's Yeah, does it like mooncake? And do you? And Ngọc Anh có thích không? Ngọc Anh cũng thích. bạn thích How many mooncake can you eat? trà.
một nửa cái. Một nửa. Rồi, bây giờ cô chỉ nào. Một nửa mình sẽ có là a half. Một nửa Con ha. Rồi, một phần tư. A quarter. So how many moon cake sao? can you eat? Oh no. Con người tới đâu rồi? Nhanh quá, nhanh quá. Con đi tới vị trí xã hội đó. Rồi, quarter là một phần tư ha. Đó là gì? Tí nữa nếu mà có thoát ra thì con đợi khoảng 10 Đợi phút con một phút. với cô nha. Rồi, và bây giờ mình đã giúp bạn Jay Rabbit đến với The Moon Lady. Okay, we already go. And how many cake did we have? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 13 cake. The Jay Rabbit had to eat 13 cake to get to the Moon Lady. That's a lot. I don't hear anything. Yay! Is it happy now? Would you like to see Jay Rabbit and the Moon Lady? Ừ, chị Yeah, would you like to see?